Chào cả nhà, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Hải sĩ giới thiệu mô hình chuồng heo kết hợp với chuồng bò để nuôi một ít heo rừng các bạn. Các bạn nếu cần giống heo rừng thì liên hệ mình nha. Mình sẽ giới thiệu heo giống con ở xã đảo Ninh Vân cho các bạn nha. Khiêu chiến á. Sùng sùng lông á, sùng lông cái không hề. Nó sùng cái lông ở trên lưng nó lên thấy không? Nó muốn chiến đấu á. Chiến đấu heo. À. Đâu sợ quà đâu. Sừng lông gáy luôn quá. Con bà ống lì tốt. Lông lưng nó trổm lên giống con giếm quá ha. Con ông bà cũng lì tốt vậy. Hai con. Nó bảo vệ mấy cái nó chứ. Ông nghe cũng bị đố mẹ. Nó sừng cái lông lên. Tiếng nền cái thấy nó đẹp quá ha. Hôm mới có sưng sơ sơ mà sao chưa được rồi. Lấy theo mốt rồi. Thứ gì dục vô nó cũng ăn hết không? Lấy dần xay bỏ vô nó cũng giúp luôn. Cái dần xay á. Bất kỳ rau củ quẻ, cỏ, cây chuối, cây mía, cây gì bỏ dục vô nó giúp hết. Đứng ngoài xe thì thấy mấy con nó né gì nhau mà tới gần heo đực nó bự hơn mấy heo cái bự nhiều cho. Nó bự hơn nhiều. Khỏe. Được, có năm đương đực này cũng được. Đúng đâu có bơ đơ rồi chứ. Em nghĩ sao cái con đực giống này tính ra cái chim nó nhỏ xíu mà sao nó hút được hay quá ha. Có sừng lông gáy nó cũng đâu có sợ đâu. Đâu biết cái đầu sợ. Nó ở bên kia rèo mà nó sợ gì. Heo rừng nó hung gớm lắm chứ.
đi rau tây mà cũng chín là được hàng. Sơ mít nó cũng ăn giống như bò. Có gì nó không ăn. Nhưng heo được hơn bò cho bác. Ừ, đúng rồi, nó sạch sẽ hơn bò, chứ con bò nó ỉa lộn xộn, còn heo nó đi tới đúng cái điểm ỉa điểm đái rồi nó mới đái. Thằng Ngọc ỉa cháy à, chứ còn ỉa bình thường là đi tới non hết. Ừ. Những 40 kg à, nhớ rồi. Cỡ đó 40 kg à hả? À. Đi theo đúng điểm để ỉa đái mà. Đấy, yêu tên nó ăn xong đá ỉa dòng tên chứ hả? Đấy, nãy bộ thuộc đấy mà. Ừ, bị đáy nữa thế nha. Dòng tên lắm. Ăn đá ỉa dòng tên. Ờ, tính để ăn nó đi đá thì ỉa biết vậy. Cười chưa? Con kia chạy đe đá coi, em coi nè, chạy đe đá coi. Bụng con này con nấy hít nước không mà nó căng. Ừ, thì đó. Vô tên ta, dưới đây, vô tên ta. Dưới sạch bụng xong tiếp tục ăn nữa. Ừ. Mà tính ra nó sạch sỉ hơn cái con bò. Thật không? Nó đi ỉa đi đái rồi đúng cái điểm tập trung tới chỗ đó. Mình đỡ sình được cho con tráng nhưng bò nó sạch hơn á. Ừ. Đó, bè cái đấy nữa thôi. Ăn no là ỉa đái liên tục thôi. Đái tiếp. Ỉa xong đái. Vô thăm chừng quá à, mấy nhiêu nè, vô một ngày cũng vô thăm chừng cái mé mất mấy lần quá. Heo có đây đã 40 kg rồi hả? Heo lớn thì con mang đây này mình có. Mấy con đây được 30 kg không? Được chứ, những con heo bự kia hơn 30 kg á. Tính ra heo rừng nó heo rừng nó nhỏ con chứ nó đâu có lớn đâu ha, nuôi lâu lớn quá. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi cái clip của Hải. Các bạn quý thì xin bấm chuông đăng ký chia sẻ để Hải có động lực làm thêm nhiều cái clip khác để cả nhà mình cùng tham khảo. Cảm ơn tất cả đã bỏ chút thời gian theo dõi.